À, sao bỏ nhắc ba lần rồi nhắc cho ba lần đi rồi nói thôi thôi. Một Việt Nam đấu hai Hàn Quốc. Các số báo danh 115, 118, 119 ở hạng thi Open trên 24 vào chuẩn bị. 115, 118 và 119 ở hạng thi Open. Ơi ơi, tươi lên, đang quay video đấy. Ba con chó nó đến trước tí người. Bây giờ nó biết rồi thì trốn đi. Đi về, về nhà luôn. Lúc mà nó sâu ấy thì chụp. Chạy tốt đấy. Samsung quay nét này. Vàng là xì nó hai mấy triệu nó chỉ được mỗi cái tốc dùng thôi. Quay lại hình ảnh lên là nó phải là như thật và nó phải rực rỡ hơn thật một tí. Chuyển sang thẻ 2 là bình thường. Full thẻ 1 nó sang thẻ 2. Đấy, chạy đến tầm này mới được gọi. Đang chạy để nó quay đầu lại. Không tập cùng luyện cùng nhau không thể biết được, không thể bắt được nhịp. Nhắn cái rượu ba. Không phải nó đang chạy đi, đứng đằng sau gọi nó rồi chạy quái này. Đâu ông chân lắm, ông tư tưởng này. Con lơ rát thế nó cũng mệt. Mệt mỏi. Nó bực. Đang tìm kiếm cái gì ở đằng kia.
Kinh chưa? Bắn được ra này. Để thôi rồi. Rồi ở đây. Rồi tung lên thế này. Chụp hình mà chụp vào vòng cua này chạy là đẹp nhất đấy. Đây này, một phút cắt à. Rồi anh tiếp kiện pin đi, đừng có pin này. Qua quên mẹ thì sản ô tô. Pin vẫn đầy căng ba vài tiếng này. Nó xuống anh chứ. Cái này một phút cắt. Các số 15, 115, 118, 119 hạng thi open cái vào để kiểm tra. Cách để xả xì chét này. Bệnh nghề nghiệp. Nếu mà không thấy gọi gọi đi. Vào đừng gọi. Mặt mà cứ nhăn rồi thế thì làm sao nó nghe mày. Tươi cười lên. Mặt cau có mà đấy. Không ra làm sao. Nhăn. Chụp đi. Đi tầm trọng dài đấy chụp đi. Tự anh hơi ồn. Nói chung là phải lờ đi. Giờ thì gọi chuẩn rồi đấy. Nằm ở đấy là cái gì đi. 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 Đi.
Mày chú với anh nha. Nói chung chó Tết thể hiện không ổn định rất... Tất nhiên, thế nó mới là cuộc thi. Nó rất đẹp, nó rất tốt nhưng mà thể hiện không tốt rất... Nó những con đau đớn thì việc mẹ nó đẹp rất tốt nhưng mà tổng thể hiện nó thể hiện không tốt. Nó không nhiều. Có ba con này đâu mà nhiều. Có ba con. Thank you.